Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Dạ, chào ở bên anh Minh Hoàng. Dạ, anh chào quý vị khán giả nha anh. Dạ, trước tiên chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Và cũng mong cái sự kết nối yêu thương đó, để mà cái sự giao lưu giao kết với nhau. Rồi chúc tất cả mọi người trên cộng đồng mạng có một sức khỏe, cũng một đầu năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn anh. Anh tự giới thiệu bản thân mình luôn đi anh, tên tuổi cũng như đến từ đâu anh. Tôi tên là Nguyễn Huệ, sinh 1956 tại Sài Gòn. Nguyễn Huệ, anh Huệ là sinh năm 1956, là năm nay anh 68 tuổi. Vậy? 68 tuổi. Đó là trong giấy ở ngoài, thật không biết lúc ngày xưa bà già ông đặt thời chiến tranh mà. Ở Sài Gòn anh ở quận mấy anh Huệ? Hiện đang ở coi như là theo trong giấy là gốc là ở quận 11 Sài Gòn. Nhưng mà sau này mới về cái vùng Bình Chánh đó, cũng sinh sống đó, mới đăng ký hộ khẩu thường trú đó. Mà hiện bây giờ là đang mở cái xưởng để mà làm in ấn ở quận 12. Rồi, anh Huệ nè, anh có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Đồng ý anh. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Huệ yêu cầu Minh Hoàng gỡ bỏ đồng video ý là không được. Dạ dạ được, đồng ý anh. Vậy là chứng tỏ anh cũng xem nhiều lắm rồi ha. Có chứ, tìm hiểu, coi nhiều á. Mọi khiếu nại sau này anh Huệ nè, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Rồi, đồng ý anh. Rồi anh cho mọi người biết tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào anh? Thì mình cũng có từng có gia đình, cũng có kết hôn đâu đàng hoàng hết. Rồi thời gian mình với bà xã mình đại khái là dự dùng cái từ là không tâm tâm đầu ý hợp. Mặc dù là biết rằng là mình yêu thương lo lắng, nhưng mà nhiều cái sự mà duyên nợ thì thôi, thì nó đến đó nó hết thì thôi. Chứ mình cũng không có bình luận là xấu tốt về ai, mình không có ý kiến chỗ này. Chỉ biết là hết duyên thì thôi. Anh chị chia tay nay bao lâu rồi anh? Nay cũng khoảng 5 năm mấy 6 năm đó anh. Anh chị có bao nhiêu người con? 2 người con. Hiện nay anh Huệ là ở Sài Gòn đó, anh ở nhà anh hay là nhà thuê? Cái nhà này hiện giờ cái xưởng làm luôn là nhà thuê anh. Nhà thuê ha. Rồi anh có ở cùng ai trong nhà này không? Không không, chỉ có một mình à. Anh nãy anh nói anh kinh doanh công việc gì anh Huệ? Chuyên môn là bên ngành in lụa đó anh. In lụa, in quần áo đồ ha anh? Đúng rồi rồi, đúng. Công việc như vậy ổn không anh? Ổn anh. Anh làm một mình ha, anh có làm, có thuê người làm không? Hiện tại thì chỉ có một thằng lính thôi. Trung bình thu nhập tháng trên 15 triệu không anh? Trên anh khoảng tầm 15 tới 20 á. Vậy là cũng có lý quá ha. Dạ dạ. Rồi thuê nhà mắc không anh Huệ? Gì anh? Thuê nhà mắc không anh? Cái diện tích đó hả? Anh thuê căn nhà để làm á, ở vừa ở vừa làm, nó có cao giá không? Cái tầm khoảng cỡ 5 triệu rưỡi anh. Rồi. Anh Huệ anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cao 1m64, nặng thì 61-62 kg gì đó. Dạ. Anh 68 tuổi mà cũng còn trẻ hơn tuổi ha. Khỏe, nó tới sức khỏe tốt lắm. Không biết bệnh tật ốm đau gì hết. Anh Huệ có bia rượu gì không?
Nói tóm lại những cái đó là hút thuốc nè, nhậu nhẹt nè, cờ bạc là không có. Rồi anh Huệ nè, anh có ưu khuyết điểm gì không? À, nếu mà khuyết điểm thì có một cái điểm này, mình sống mà nặng vấn đề tình lắm, tình cảm, tình yêu lắm, nặng lắm, cho nên mình bị thất bại chỗ này rất là lớn. Cái đó là điểm yếu của anh ha. Điểm yếu cái đó. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh là muốn nói là nói tới rồi nói về công việc đi, đam mê và thích cái gì thì làm tới nơi tới chốn hết và thành đạt trong vấn đề nghề nghiệp lắm. Rồi nói về nấu ăn cũng biết, gia đình rất quý, hai chữ gia đình rất là quý, rất cần. Đó là điểm mạnh ha. Dạ. Anh Huệ xem Mảnh Ghép Yêu Thương bao lâu rồi anh? À, theo dõi nếu mà coi nay cũng hơn năm rồi đó. Hơn năm rồi ha. Rồi anh thấy cách làm việc của Mảnh Ghép Yêu Thương như thế nào? Nói tóm lại, nói về Mảnh Ghép Yêu Thương của Minh Hoàng thì rất là tán thành, rất ngưỡng mộ. Rồi, cảm ơn anh. Anh xem lâu như thế đó, anh có ấn tượng được cô nàng nào trên mấy cái video đó chưa? Anh nói sao nghe chưa rõ? Anh xem lâu rồi, anh có ấn tượng được cô nào trên những cái video đó chưa? Thì nếu mà nói ấn tượng thì mình thông qua những cái thời gian mà coi bên cái chương trình của Minh Hoàng đó thì thấy cũng nhiều. Nhưng mà có một cái là mình chưa hợp duyên, là chưa có chấm được những ai, hay là mình hay những ai có chấm mình hay không, thành ra cũng nói nào nghe cũng chưa hẳn lên tiếng được. Chỉ có mong chương trình có thể là giới thiệu ai đó thì hay hơn. Rồi, có nghĩa là hôm nay anh Huệ tính lên chương trình là để bày tỏ bản thân mình thôi ha. Rồi. Rồi bây giờ anh Huệ nè, anh muốn tìm mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống của anh? Bây giờ nếu mà nói mẫu người thì cần, nói tính cần nhất là cái gì? Biết tôn trọng nè, yêu thương gia đình nè, biết chia sẻ nè, biết lo lắng nè, rất mong điều đó. Còn vấn đề là kinh tế thì cái đó cái hiển nhiên mỗi ai có thể cũng tự lo tự làm được hết, tự kiếm sống cho mình. Rồi biết yêu thương lo lắng chân thật, kinh tế thì cũng phải biết tự lo lắng được cho chính bản thân mình. Đúng rồi, chứ mình cũng không đòi hỏi được mà cũng không ý kiến ý cái chỗ này được. Nhà cửa anh có muốn chị đó có nhà cửa không? À thì nói tóm lại gì, sau khi chia tay của bà xã mình trước á, thì mọi việc mình để lại cho bà với hai đứa con, cho nên mình không thích chia gì hết, tự mình bươn chải, mình sống một mình bên ngoài, cho nên hiện tại vẫn là còn đang thuê để mà làm và sống thôi. Cho nên nếu như người phụ nữ có điều kiện thì cái điều nó rất là quý, còn nếu không có thì cùng chung tay nhau mà làm mà sống thôi chứ cũng có gì. Cái có thì quý, còn không có thì mình hiệp lực với nhau, mình chung tay để xây dựng ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi cái đó là về mặt vấn đề nhân cách, đạo đức nè, công ăn việc làm, nhà cửa. Rồi bây giờ độ tuổi của chị đó, anh muốn chị đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Thì bây giờ so với tuổi mình thì mình còn một người phụ nữ từ cỡ 55 cho tới 62, 63 trở lại thôi. Từ 55 tới 63 đi ha. Rồi. Rồi ngoài những cái tính cách là chân thật, biết yêu thương gia đình, rồi anh có muốn chị đó có, ví dụ như phụ nữ bây giờ thì cũng hay có bia rượu, cà phê, thuốc lá, cũng có luôn nha anh. Rồi anh có thấy sao? Thì nói tóm thưa thiệt với anh thế này, cái bản chất của mình là thuốc lá là không rồi nè, nhậu nhẹt là không nè, cờ bạc là không nè. Mà nhậu thì trường hợp này tết nhất hay là cưới tiệc thì có uống, chứ không phải là nó không là không đúng, mà chỉ trong trường hợp đó thôi. Còn ngoài ra là không có, bình thường là không có ăn nhậu, bình thường không có. Ý em hỏi là tính cách của người phụ nữ đó đó. Cái tính cách người phụ nữ mà mình gọi là mong muốn đi.
thì người đó cũng giống mình thôi, cũng, cũng không lẽ phụ nữ nào mà đi hút thuốc thì đi nhậu nhẹt đâu có đâu. Đó là người phụ nữ gọi là yêu thương nè, chung thủy nè, biết nghĩ đến gia đình nè, biết tôn trọng chồng con là cái điều rất là tuyệt vời. Thời buổi bây giờ thì cái vấn đề những cái tệ nạn như đỏ đen rồi rượu chè bê bét cũng có nhiều chứ anh, phụ nữ cũng có à, chứ không phải là không. Không, mấy điểm đó thì mình không không đồng ý đâu. Đó thì em muốn hỏi anh để anh nói rõ ra để cho các chị nghe và các chị hiểu được. Nếu mà chị em phụ nữ nào mà nằm ở trong những cái mà không phải tiêu chí anh đưa ra thì không nên kết nối. Còn những chị em phụ nữ nào mà tại đây cảm thấy đủ tiêu chí anh đưa ra thì gọi đến số chương trình để chương trình sắp xếp giúp cho anh chị có cuộc gặp gỡ giao lưu trao đổi với nhau. Dạ. Thì hồi nãy anh có hỏi qua thì những cái điểm đó thì mình không đồng ý người phụ nữ có mấy cái tính đó, không không đồng ý. Tại đúng vậy, đúng nghĩa mình cần là đúng nghĩa là người phụ nữ. Rồi anh muốn chị đó cao nhiêu, nặng bao nhiêu? Thì cũng tầm cỡ 65 trở lại đó anh. 65 trở lại ha. Với cỡ 55 trở lên. Ngoài ngoài công việc in lụa hàng ngày rồi đi giao hàng rồi thời gian rảnh anh Huệ có đi đâu chơi không? Nếu mà đi chơi thì cũng không đi chơi gì anh, từ đó giờ không đi, mà chỉ có là lịch trình là 3, 5, 7 rồi đi bơi. Đi hồ bơi ha. Đi bơi lội. Bơi lội có sức khỏe tốt lắm đó. Dạ bơi thì cũng từng là đi bơi, trước kia có đi bơi thi toàn quốc nè. Hay quá. Anh có thích ca hát không? Có luôn. Coi như là văn thể mỹ là điều đam mê. Có thường đi ca hát ở mấy cái phòng trà đâu không? Trước kia thì có mà khoảng 2 năm trở lại đây thì không. Chỉ thường ngày thì karaoke hát ở đó rất là bình thường. Anh thích nhất cái bản ruột của anh á, là anh thích nhất cái bài hát nào? Bây giờ nếu mà nói bài ruột thì không biết, chứ vừa rồi mình hay hát cái bài mà đàn bà đó. Ồ, đàn bài đàn bà ha. Rồi bây giờ anh có thể trình bày ca khúc đàn bà cho tặng cho quý vị khán giả cũng như tặng cho chương trình, hay là tặng cho nửa cái mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời anh được không? Cái đó thì được mà, nhưng đôi lúc anh biết nó không nhớ cái bài nào mà trọn vẹn hết á. Không thì mình nhớ tới đâu mình hát tới đó. Tại vì ở đây là mang cái tính cách để mà mình tạo cái không khí cuộc nói chuyện cho nó vui vẻ mà, chứ đâu phải đi thi hát gì đâu. Biết nhưng mà đôi lúc mình hát nó không có trọn vẹn, mình thấy nó khó chịu. Để nếu mà có cái dòng chữ ra thì mình hát thì tuyệt vời. Bây giờ nhớ tới đâu hát tới đó đi. Rồi vậy hát anh chừng câu thôi, đại ý thôi. Rồi tôi ca thử một câu thôi nha anh Hoàng. Rồi mà hát đây có gì em hát phụ theo cho. Đã từ lâu tôi vẫn thường ra từ nó không còn đến khác nhiều lắm. Trong bóng đêm tôi nó khổ nổi là biết rất là nhiều nhạc nhưng mà lại không thuộc bài. Rồi làm lại nè. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm tôi nghĩ rằng chỉ thế thôi. Không thuộc anh Hoàng ơi, kỳ lắm. Không phải vô đẹp khúc đi. Ôi đàn bà, ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao, ngọt ngào trắng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Tiếp lên luôn. Ôi nó không nói tôi không thuộc, kỳ lắm bạn ơi. Thôi được rồi, không thuộc bài gì hết. Như vậy cũng là vui rồi. Chứ đi đám tiệc thì nói tóm lại bạn bè anh em quý mến thích cứ kêu lên ca không à. Rồi hôm nay anh Huệ gọi đến chương trình, nhờ chương trình
kết nối cho anh để anh có dịp bày tỏ bản thân mình. Chương trình sẽ ghi nhận và xin chân thành cảm ơn anh Huệ đã dành thời gian quý báu của mình để anh em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho anh Huệ sớm ngày đạt được cái niềm mơ ước của mình là đem được nửa mảnh ghép yêu thương còn lại về về với cuộc đời anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Huệ nè, anh có cái ý nào để gửi đến cho các chị chuẩn bị đến với cuộc đời anh không? À, cũng có và một ý coi như là trước khi chia tay với chương trình của anh Minh Hoàng á, với tất cả mọi anh chị em trong cộng đồng, thì mình có ngỏ lời như thế này: vừa là đầu năm, cũng chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều là vạn sự như ý. Còn riêng mình á, thì thích một người phụ nữ, đúng nghĩa là người phụ nữ Việt Nam, mà trong đó gồm chung thủy, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ, đã biết yêu thương mọi người và tôn trọng mọi người xung quanh. Rồi, trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chúc anh Huệ nhiều sức khỏe để in được nhiều cái mẫu mã đẹp và giao hàng được đắt hơn nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào chương trình Minh Hoàng.